Chiều ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ cũng như động viên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia và Philippines trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Cùng dự buổi gặp gỡ với đội tuyển có Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi. Thay mặt cho lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chào mừng tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển và toàn thể các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân để bước vào một guồng quay mới với khí thế mới và hướng tới những mục tiêu mới. Trong đó thì trước mắt sẽ là hai trận đấu còn lại trong hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù ở trong hoàn cảnh nào thì đội tuyển vẫn phải luôn thể hiện tinh thần, ý chí, khát vọng chiến thắng, nỗ lực cống hiến hết mình để có thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ đã được triệu tập đợt lần này. 지금 뭐 시즌 중에 많이 힘들 건데 우리의 모임 목적은 필리핀전, 이라크전 승리를 위해서 모였습니다. Tôi biết là các bạn đã thi đấu rất vất vả trong thời gian vừa qua, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để chiến thắng ở trong trận đấu Philippines và Iraq. 모든 시합을 결승전이다라는 각오로 임해야 되고 모든 경기를 승리할 수 있도록 뛰어야 된다. Khi là cầu thủ quốc gia thì chúng ta luôn phải có sự cống hiến và sự quyết tâm để có thể giành được chiến thắng trong mọi trận đấu. 그런 마음을 갖고 이 자리에 모였기 때문에 우리는 앞으로 더 높은 곳을 향해 도전해야 된다고 생각합니다. Nên là tôi nghĩ là nếu mà chúng ta với cái tinh thần thi đấu hết mình cũng như là cống hiến hết mình thì là sau các trận đấu tới thì chúng ta có thể giành chiến thắng và cũng như là sẽ phát triển được bóng đá tương lai Việt Nam tốt hơn. 선수 영상으로 많이 봤는데 trước khi mà tôi nhận đề án là làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia cũng như là khi mới đầu đến Việt Nam thì tôi chỉ xem các bạn qua video hình ảnh thôi. 선수는 훨씬 더 기술적으로 뛰어났고 준비되어 있는 선수들이라고 생각을 했었다. Nên là tôi đã nghĩ là các bạn thứ nhất là có trình độ về kỹ chiến thuật rất là tốt và cũng như về có một cái tinh thần thi đấu rất là mãnh liệt. 저도 여러분들을 믿고 팀을 이끌겠다. Tôi sẽ luôn tin tưởng các bạn. 여러분도 감독 믿고 잘 따라와 달라고. Nên là tôi mong mọi người cũng sẽ tin tưởng tôi và ban huấn luyện. 나도 선수들을 앞으로 열심히 지도할 거니까 우리 승리만 생각하고 앞으로 큰 도전을 위해 함께 땀 흘리자고 전해주세요. Tôi mong là với tư cách là huấn luyện viên thì tôi sẽ luôn cố gắng chỉ bảo mọi người cũng như là tôi mong mọi người hãy tin tưởng tôi cũng như ban huấn luyện để chúng ta có thể chỉ nghĩ đến suy nghĩ về chiến thắng thôi, chỉ nghĩ với cái tinh thần chiến thắng thì chúng ta có thể làm được. Xin cảm ơn. Trước tiên thì mặt toàn đội tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo liên đoàn đã có thời gian đến động viên và hỗ trợ toàn đội trong những ngày đầu tiên. Thì toàn thể cầu thủ thì cũng biết là thời gian qua anh em thi đấu rất là nhiều, khá là mệt mỏi. Tuy nhiên thì khi lên đội tuyển quốc gia thì mọi người cũng rất là hào hứng vì đây chúng ta đã bước vào một cái thời gian mới với kỷ nguyên viên mới, với huấn luyện viên mới. Cho nên là thay mặt anh em toàn đội thì hy vọng là nhận được sự hỗ trợ của các thầy, đặc biệt là huấn luyện trưởng như chú Tuấn đã giới thiệu thì có rất là nhiều kinh nghiệm trên bóng đá đỉnh cao ở tại châu Á thì toàn đội sẽ cố gắng học hỏi, tập trung tập luyện thi đấu và đặc biệt là hai trận đấu tới thì trước tiên là sẽ trận đấu sân nhà, sân nhà gặp Philippines thì mọi người hy vọng là có thể giành chiến thắng vì lâu lắm rồi, thật sự là phải từ Asian Cup rồi anh em chưa thắng, rất là lâu rồi mà chưa được cảm giác chiến thắng thì trước tiên là chúng ta phải cố gắng có được cái trận đấu tốt trên sân nhà, sau đấy thì Iraq thì cố gắng và tính tiếp và hy vọng thì mọi người ở đây cũng rất là chia sẻ với thầy mới. Tuy nhiên thì chúng ta đón nhận những cái gì sẽ đến và hy vọng là mọi người tốt đẹp ạ. Rồi, cố gắng nhé.